Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người quay lại với channel review nước hoa của Mạnh Tuấn nha. Và nhân những cái ngày mà Sài Gòn, không chỉ riêng Sài Gòn, ở miền Trung thì Tuấn nghe gia đình Tuấn ở ngoài miền Trung cũng đang than là thời tiết ở ngoài đó cũng đang rất là nóng nực. Thì một số bạn đã yêu cầu Tuấn review thêm một chai nước hoa giá rẻ, ngon bổ rẻ ha, mà cũng rất là được ưa chuộng trên toàn thế giới luôn, không chỉ riêng thị trường Việt Nam. Thì hôm nay Tuấn sẽ review một em nước hoa của nhà Nautica, đó là em Voyage. Ok, chai này á, thì hồi xưa Tuấn đã mua rồi. Những cái ngày bắt đầu khi mà chơi nước hoa thì đây là một cái chai mà giá rất là dễ mua, thì đương nhiên người nào chơi nước hoa thì cũng sẽ tìm cái chai này, nghe khen nhiều quá tìm mua thử ha. Và sau đó thì Tuấn xài được một ít, thì có một người bạn là người nước ngoài nha, thì bạn của Tuấn về chơi thì mới hỏi ủa mày xịt cái mùi gì mà thơm quá, thì sẵn Tuấn tặng luôn. Nhưng mà sau khi tặng cái chai đó thì mình lại mua chai này, có nghĩa đây là một cái chai mà thật sự là nếu mà không có trong cái bộ sưu tập của mình thì nó là một cái điều mình cảm thấy nó thiếu sót. Tại vì mặc dù cái chai này là một cái chai giá rất là rẻ, một cái thương hiệu cũng không có gọi là quá nổi tiếng đình đám, nhưng mà đây là một cái sản phẩm mà rất là được thị trường đón nhận, và một cái sản phẩm rất tốt, và lại là một cái sản phẩm giống như cái chai Davidoff Cool Water ngày hôm qua Tuấn review, một cái sản phẩm với cái giá trị nó vượt ra khỏi cái giá thành giá bán của nó luôn. Thì nhân hôm nay Tuấn sẽ đập hộp chai Nautica này. Đây là cái chai Nautica Voyage nha, là chai Voyage cơ bản, chứ nó không phải là những cái chai mà nó có Voyage cái gì đó, ký hiệu N33 hay cái gì nữa. Thì đây là cái chai Tuấn thích nhất, cho nên Tuấn mua cái chai này thôi. Ok, hôm nay Tuấn sẽ đập hộp chai này nha. Nói sơ qua một chút thì Nautica là một cái thương hiệu thời trang thể thao, chủ yếu cái thời trang của họ là thể thao, một cái công ty của Mỹ được thành lập vào năm 1983 ha. Thì tới bây giờ là công ty này cũng đã trên 30 năm, gần 40 năm rồi. Thì cái nước hoa không phải là cái ngành sản xuất chính của họ, nhưng mà những cái chai nước hoa của Nautica thì luôn luôn nhận được rất là nhiều những cái sự ghi nhận của thị trường và những cái người chơi nước hoa. Thì đây là một cái chai kinh điển của Nautica, đó là chai Voyage, và với cái tên Nautica có nghĩa là, trong tiếng Latin có nghĩa là con tàu. Thì chai này là Voyage nữa, là một cái chuyến hành trình. Thì Tuấn tạm gọi đây là cái chai được mang tên là chuyến hải trình, trên biển. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ mở ra và xịt cái mùi này để cảm nhận cái mùi nhá, trong những ngày hè nóng nảy. Thì đây là cái thiết kế của nó là màu xanh, một cái chai màu xanh. Hộp đồ này kia thì những cái chai nước hoa của Mỹ á, những cái chai nước hoa designer của Mỹ thì nó làm hộp đồ này kia cũng khá là đơn giản và cái giá thành rất là rẻ. Wow, mới mở ra thôi chưa xịt nha, mới khui siêu thôi, trong trong cái chai nó đã tỏa ra cái mùi hương của chai này rồi. Và mọi người thấy đây là một cái thiết kế rất là đẹp, nó rất là sport luôn ha, nhìn nó sport ha, mạnh mẽ cứng rắn và nó rất là mát đó. Cái màu xanh lơ giống như màu xanh nước biển gì đó, rất là mát mẻ. Và cái nắp của nó đây, một cái nắp cũng khá là cứng cáp nha, mặc dù là bằng nhựa nhưng mà người ta phủ bạc ở ngoài rất đẹp luôn. Cái một cái thiết kế khá là ok cho một chai giá quá rẻ. Ok, bây giờ Tuấn sẽ xịt cái chai này. Một cái chai nước hoa rất mạnh mẽ, phong cách thể thao nhé. Và một cái mùi nó tươi mát. Nếu mà những chai nước hoa mùa hè như là chai Davidoff Cool Water và cái chai Acqua màu trắng, giò trắng, thì chai này nó thiên về trường phái của Acqua nhiều hơn, tại vì nó theo cái tông mùi tươi sáng. Nhưng mà chai này thì nó không có cái nốt hương nước, cái nốt nước giống như là chai Acqua, mà nó được bổ sung cái nốt màu xanh, gọi là green note, cái nốt mà tạo cho chúng ta một cái mùi sảng khoái mà nó tươi á, gọi là nó rất là refresh.
Thì có nghĩa là cái chai này nó mang một cái mùi của cái tông màu nó xanh lá hơn một chút so với Aquadigital. Thì Tuấn đánh giá là cái chai này nó mang lại cho chúng ta một cái màu xanh lục, màu xanh gọi là nó xanh mát con mắt á, của cây cỏ, màu màu xanh của cây cỏ, đúng rồi, nhiều hơn là cái màu xanh của biển. Và khi dry down xuống á mọi người, thì không biết mọi người có nhớ cái mùi hương của hoa sen hay không. Tuấn thì Tuấn nhớ rất rõ, tại vì Tuấn rất là thích cái mùi hoa sen, cái mùi mà thoang thoảng từ cái nhụy hoa sen á. Thì khi mà dry down xuống là cái mùi hoa sen của cái chai này rất rõ luôn. Nó làm cho chúng ta có một cái cảm giác thư thái và thiền định, cái kiểu giống như là cảm thấy nó thanh tịnh á, giống như khi mà chúng ta đang đi ở một cái vùng đất ven biển, ở một cái đầm sen. Nói chung là có đầm sen ở ven biển nha, gần gần biển nó có những cái vùng mà trồng đầm sen được đó. Làm cho Tuấn Tuấn nhớ tới cái khung cảnh đó. Không khí thì không khí biển, nhưng mà trong cái cảm giác nó vẫn là chúng ta đang ở trong một cái mảng xanh và cái mùi hoa sen thoang thoảng của cái chai này. Ngoài ra thì nó còn có cái nốt hương của hoa mimosa nữa. Thì thật sự là Tuấn đi Đà Lạt nhiều và thấy hoa mimosa nhiều lần, nhưng mà không ý thức được cái mùi của hoa mimosa nó ra sao, mình không nhớ. Thì chắc lần sau đi Đà Lạt sẽ lên để thử ngửi cái mùi hoa mimosa ra sao. Nhưng mà đây là cái chai á, với những cái tầng hương đầu tiên, đó là mùi, một cái mùi xanh, một cái mùi xanh rất nhẹ chứ không phải là xanh mà hăng đâu. Xanh lục rất nhẹ nhàng, rất là thư thái. Và sau đó là một cái mùi hoa sen thoang thoảng dễ chịu. Cho nên cái chai này thì nó chỉ tồn tại là thoang thoảng trên cơ thể mình thôi, chứ không phải là bung tỏa quá mạnh đâu. Nhưng mà chai này thì là một cái chai mà được nhà đánh giá Fragrantica, họ đánh giá tới 4.95 trên 5, một cái số điểm rất là cao so với một chai nước hoa giá rẻ và designer của một cái thương hiệu không mấy tên tuổi đó. Thì cái chai này đã được rất là nhiều cái thế hệ chơi nước hoa ưa chuộng và làm thành một cái biểu tượng cho những chai nước hoa mùa hè. Thì Fragrantica họ đánh giá cái chai này lưu hương ở cái mức xem với cả Aquadigital luôn, chứ không thua kém đâu nha. Và Tuấn thì cá nhân Tuấn thì Tuấn rất thích chai này, đó là lý do mà Tuấn phải sắm lại cái chai này và để trong cái bộ sưu tập của mình. Và ngày hôm nay thì cảm ơn các bạn đã gợi nhớ, để chút nữa mình sẽ xịt, mình đi xuống mình uống cà phê với một người vài người bạn trong cái buổi buổi chiều mà nó oi oi như vậy, thì cái chai này sẽ làm cho mình cảm thấy rất là refresh và mình cảm thấy rất là thích. Với cái giá thành của giá niêm yết của chai này thì nó cũng rơi vào tầm 20 cho tới 30 đồng. Thì với khi mà chúng ta có những cái đợt sale của hãng hay là của những cái store đó, thì nhà sĩ của chúng ta có thể đem được hàng về với cái giá khá là ưu đãi. Thì chai này á, mọi người có thể mua từ cái mức giá từ 550 cho tới 650 là ok. Đây, một cái chai rất là rẻ tiền. Và đây là một cái chai phù hợp với tất cả mọi độ tuổi luôn. Tuấn tin là như vậy. Từ các bạn học sinh, sinh viên cho đến những cái người trưởng thành đều có thể sử dụng chai này, dành cho những cái hoạt động thể thao, chạy bộ, tập gym, hay là đi chơi, đi uống cà phê ban ngày. Và nó cực kỳ phù hợp, thích hợp cho những cái ngày hè nóng nực như bây giờ. Và cái chai này thì Tuấn nghĩ là cảm nhận của mình chấm chai này 9 trên 10 về tất cả mọi thứ. Bám tỏa thì chỉ tầm từ 4 tới 6 tiếng thôi, nhưng với cái giá thành như vậy và với cái thiết kế như vậy thì nó xứng đáng là một cái chai nước hoa điển hình của mùa hè. Mà Tuấn nghĩ là với cái chất lượng thì nó cũng không thua kém cái chai Aquadigital bao nhiêu hết, mặc dù giá chỉ bằng 1 phần 3 chai Aquadigital thôi ha. Thì Tuấn nghĩ đây là một cái chai nước hoa mà dùng để làm quà tặng rất là ok, rất phù hợp và rất là hợp túi tiền và dễ dùng cho tất cả những cái gu nước hoa nào đi chăng nữa, thì cái chai này đều dễ sử dụng hết. Thì mọi người nên mua chai này. Bạn nam thì nên có chai này và bạn nữ thì nên có chai này để tặng, tại vì ai cũng sẽ happy với cái mùi của Nautica Voyage, một cái chuyến hải trình. Rồi, có thông tin gì thắc mắc liên hệ vào những cái contact Tuấn để dưới đây nha, và nhớ subscribe kênh của mình để Tuấn có thể chia sẻ tiếp tục những cái chai nước hoa mình đam mê. Thank you và hẹn gặp lại vào clip sau.